Em thích đám cưới toàn là màu trắng. Thôi chứ, răng của em không trắng. Chỉ cần thường xuyên đánh răng bằng PS làm trắng mới. Giới thiệu PS làm trắng mới, với các hạt li ti làm trắng, len lỏi làm sạch mảng bám, cho răng trắng hơn một cách tự nhiên sau 4 tuần. PS làm trắng mới cho răng trắng hơn một cách tự nhiên chỉ trong 4 tuần.